cả các bác. Hôm nay Colover chúng em xin lên cho các bác một sổng cá với 4 em coi là size khủng đến từ các nhà trại nổi tiếng như là Dainichi, Shinoda và Sakai. Sau này thì còn có một em Kowaku, một em Showa, một em Yusuri và một em Karashi. Xin mời các bác tiến lại gần để xem hướng các hàng em nó. Đầu tiên là một em Masuten Kowaku. Em này thì có một nước da rất là trắng, body tốt, cuống ngựa dày. Đoạn tiếp theo một em Showa cũng của trại Dainichi nữa. Em này thì tương đối là hoàn thiện rồi, lớp sume rất là đen, phân bố pattern bắt mắt. Và đây là một em Karashi nữa. Các bác có thể thấy là em này thì có một bộ Fukurin rất là đều và form cũng rất là tốt. Và cuối cùng một em Hiyut. Em này rất là đỏ. Các size của em nó thì em Kowaku có size là 82 cm, em Karashi cũng 82 cm, em Showa là 75, em Hiyut là 76. Các bác có nhu cầu một trong bốn em coi này cứ liên hệ trực tiếp với bên em qua hotline hoặc là fanpage, chúng em sẽ để mô tả bên dưới màn hình. Mời các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Em cô tư rất là đẹp. Super Kara, Super Goku. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần tới.